Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Cu Lực. Hiện tại anh em chúng tôi là đi làm phim. Đây nhá, em làm đây. Hello cả nhà cái. Đây nhá, đây là vườn rau của nhà anh Hưởng nhá. Đấy, từ khi anh Hưởng lấy vợ về là trồng rau rất là nhiều nhá. Đây, anh Hưởng nhà trồng rau nhiều thế? À, vợ anh trồng mà. Lấy vợ có khác nhỉ? Hoa bé trồng nhá cả nhà nhá. Đây, em hoa trồng rau rất là nhiều đây. Bán nhà anh chuộc lại mà. Đây là vườn mận của nhà anh Hưởng này. Đây. Em cá ơi, chào cả nhà một cái. Hello, hello tất cả mọi người. Đây là em cá nhá. Mình vừa chặt cây hái được một quả mận. Mọi người khen em cá là rất là dễ thương đấy. Mọi người xin nick Facebook xem em có thể cho không? À, nick Facebook của em là Hàng Hoa Cá. Hàng Hoa Cá nha các bạn ạ. Hàng Hoa Cá nha mọi người. Rồi, ok. Là anh em chúng tôi là vào trong vườn rau của anh Hưởng để làm phim. Đúng nha, vào tận trong này để làm phim nha. Vườn rau, ở đây là bà chiều với đất nha. Đang đi hái mận không có quả mận nào ăn đây này. Không có à? Năm nay là mất mùa luôn đây này. Mận Bắc Hà mất mùa nhá cả nhà nhá. Đây nhiều mận quả đỏ đỏ kìa. Tóm lại Thành đang định lấy quả nào? Thành lấy tất cả. Thành thì cũng nhanh là anh với luôn rồi. Thành cướp để Thành trèo cây ra giỏi nhá. Ô quả này này, quả to to này này. Đừng ảnh hưởng là chơi cầm đàn ném thì sợ quá. Ra cá ơi. Em cứ săn nhảy đi bên này. Không ném đâu. Vào này nhét đó là ném chúng vào đây này. Cái này. Ra cá ơi. Chết rồi. Cái mận này là bị khô rồi. Cái mận này. Ây dạ. Anh xoay nhặt đấy. Tao chả nhìn thấy. Rơi ở chỗ bà chiều đấy. Đâu? Tìm có mận không? Tìm thấy à? Rơi à? Rơi xuống nè. Để Cu Lực tìm xem có thấy không. Mận rơi làm gì thấy. Xanh như cả cây. Xanh như lá cây nên là làm gì thấy. Ô, nó cây này vẫn có nhiều mà mấy cái quả ở đây. Chia đi. Mất công nhé. Thằng ơi, chia đi thằng nhé. Mận. Mận năm nay là bị mất mùa. À không mất mùa đâu, rất là xa đấy. Đây này, quả bé rất là nhiều. Bây giờ Thành lấy xong là cá ở đây luôn, quay luôn đi. Cá ra đấy rồi, anh ơi. Ôi trời, thế thường thôi. Em ơi, đỡ quả đây này. Anh kia có một quả kia. Đi vào đi. Thì đây là vườn mận nhà mình mà. Bảo vườn mận nhà cá à? Vô tình là cơn gió mang yêu thương đến gần anh. Anh chẳng hứa sẽ sang sầu, chỉ hứa yêu dài lâu. Lỡ mai về sớm, anh biết đâu
Có to không? To mà. Không tìm thấy à? Gần bằng quả táo nhỏ. Mấy anh em đi tìm quả mận nha, đây này. Mận trái mùa là rất là quý hiếm nên mọi người phải tìm ạt bằng được. Ui, đây to thế đấy, không ai nhìn thấy. Đây con quả to đấy, không ai nhìn thấy. Ngon thật đấy. Mắn rừng là mắt tinh như mắt cáo. Hello, xin chào mọi người nhá. Mình là dân tộc Việt Nam. Các bạn vào đây đăng ký kênh dân tộc Việt Nam ủng hộ bọn mình nhá. Chuyên đi chụp. Đây là chủ kênh dân tộc Việt Nam đây, anh Nông Văn Hưởng. Quay gì? Yeah. Anh em mình bắt đầu triển khai thôi. Triển khai thôi. Em cháu. Là như thế nào? Anh cháu. Cháu. Nào. Thấy đâu mà. Thế làm gì nào? Làm gì đấy? Đùa chứ ở đây. Được à, em Lan Ngọc đang hái rau nhé. Đây. Hái rau lượn hay là hái rau ăn đấy? Rau ăn à? Con lượn này ăn cái loại này mà. Rau gì ấy? Rau này là rau cần dại. Cần dại nha. Cần này là cần ở trên cạn trên rừng nhá. Đây, rau này ăn về với tỏi không đó. Xào xong rồi cho tỏi vào. Em Lan có biết hái không đấy? Hả? Không nói chuyện với người ta à? Có biết hái chứ. Hái được một cỡ một tí. Chị cũng vừa hái. Rau đấy là rau gì? Rau gì, rau trường à? Đây, nói với. Nói với khán giả. Rau cần dại. Rau cần dại. Em để cái này vào họa, để vào tay em. Chỉ có ở trên sinh rừng không? Cái này không sinh đâu. Khi nào mới sinh? Chỉ có ở trên rừng mình mới có thôi. Còn rồi gãi rồi. Đây là không có rau này nhá. Cả nhà ơi. Rau này chỉ ở Bắc Hà mới có thôi. Đây, hai bà cháu đang hái nhá. Cái này ở Bắc Hà mới có nha. Hình như là đâu có cỏ là có hết. Không, nhưng mà ở miền xuôi là không có rau này mà. Cần dại. Ở xuôi không có. Chỉ ở đây có thôi. Vâng. Là bên kia đang làm phim nên ở đây không dám nói to nhá. Em nhắm mắt vào, anh có quà cho em nè. Sợ cả. Nhắm mắt vào, chọc quà. Anh ơi, chỗ này đẹp lắm mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không em cá chạy đến đâu thì em lại đi bộ thì em nói à. Cá thì đi đâu thì em gửi ra đấy chứ đi bộ đi kiểu bị luôn rồi nhanh rồi nhạc chưa chưa đâu nhá hai ba riêng một cảnh phim đơn giản thế đó nhanh thế ô bà chịu hái nhanh thế em Lan hái chậm thật có thấy quả nào đâu mà sai. Chạy. Ui. Cái camera ở bên kia đi ra chỗ khác chơi. Dám chỉ à? Đi ra. Bị đuổi rồi các bác ạ. Đi bà Triều chuẩn bị đi diễn cảnh tiếp theo thôi. Tặng cho hoa một bó nhé. Nó chỉ mới hay. Đây tranh nhau quả mận nhé các bác nhé, đây này. Dán trứng này. Ô đây có một quả đấy rồi. Đây nhiều đấy nhở. Ô đây có quả. Ô đây có quả nữa đây. Đi về đây, đi làm đi. Đi làm cái đi. Em cá trèo kê. Ôi nhảy nhá, không nhảy đâu. Nhảy đi. Tao nhảy hỏng rau ấy. Ra không hái được để anh hại. Ôi. Đi ra. Bùm. Thôi đi quay nhanh lên không về nhà đi. Đây chú lực này. Cho chú xin một quả. Cho chú một quả. Đây em cá cho một quả mận nhá. Không. Có ba quả mà. Nhiều chú lực thôi. Đây đi làm cái kia đi. Đây có một quả mà không ai ăn. Anh với cho em cái chén này này. Chỉ hai cái chén này này. Vô cà phê. Với cho em kia nữa. Rơi rồi. Đi mất rồi. Chết làm sao nhỉ? Rơi rồi. Còn đỏ lư luôn.